Mến chào quý cô chú anh chị em ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Phước Tài nha. Sẽ có một số hoa giấy nhiều màu, hôm nay rực rỡ hoa, giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình rất là đa dạng nha. Rồi em chào chị. Dạ chào Thái, dạ chào cô chú anh chị. Hôm nay nhà vườn em có một số cây hoa giấy thành phẩm lên để giao lưu với cô chú anh chị. Dạ mong cô chú anh chị ủng hộ ạ. Địa chỉ nhà vườn em là ấp Tân Thuận B, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại là 0334497872, đó cũng là số Zalo của em. Hôm nay em lên mã N nha cô chú anh chị, này là N1. Này em đo không thông số cho anh chị. Dạ cây này tán ngang 50, chiều cao 58. Dạ quanh cổ là 10. Dạ cây này tán ngang 50, chiều cao 65. Dạ vòng cổ là 10. Dạ cặp này em giao luôn là 200.000. Cặp này nó bị lỗi chút đỉnh rồi chú anh chị. Nhâm rễ quý anh chị em, nó không ảnh hưởng ha. Rễ chứ nghe cái cổ. Rồi một cây cẩm thạch phớt hồng và một cây dưa hấu đỏ ha. Mã này em giao luôn là 200.000, bao ship. Dạ mã 2N này cũng là một cặp trắng tuyết và một cây cành vàng lá ngọc ba màu, màu đỏ, màu hồng và màu trắng. Cặp này nó cũng bị lỗi chút đỉnh nha cô chú anh chị. Và cặp này em cũng giao lưu là 220.000. Dạ mã 3N, một cây kim cương đỏ và một cây trắng tuyết, hồng tuyết với màu tím siêu hoa. Cây ba màu, cây một màu. Cái này tán ngang 39, chiều cao 53, cái vùng cổ là 14, cái này tán ngang là 48, chiều cao là 53, cái vùng cổ là 10, cặp năm giao lưu là 250.000. Dạ mã 4N, cây này là 6 màu Thái, rồi màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu hồng, màu trắng và màu hồng hồng phấn, màu mới rất là đẹp quý anh chị em. Rồi cây này tán ngang 58, chiều cao 75, dạ vòng cổ là 13, mã 5 vô lô là 220.000. Dạ mã 5N, cái này 5 màu lá xanh, rồi màu hồng tiết, màu tím tiết, màu trắng tiết, màu đỏ rất phi da với màu tím siêu bông, tím lá xanh. Dạ tháng ngang 48, chiều cao 55, dạ bình cổ là 16, dạ mã 5 giao lưu là 220.000. Một rễ của anh chàng form rất là đặc ha. Dạ mã 6N, này là hồng gân. Dạ cái này tán ngang là 50, chiều cao là 71. Dạ hoành cổ là 15, dạ mã 5 giao lưu là 230.000. Dạ mã 7N, này 3 màu dưa hấu, dưa hấu đỏ, dưa hấu vàng và dưa hấu hồng. Dưa hấu hồng chưa lên hoa chú anh chị. Dạ tán ngang 58, chiều cao 68, dạ dòng cổ là 15, mã 5 vô lưu là 230.000. Dạ mã 8N, cái này 3 màu, một dưa hấu đỏ và tiểu Ấn Độ chứ dưa hấu hồng chưa lên hoa. Dạ cái này tán ngang là 51, chiều cao là 63, dạ dòng cổ là 12, dạ mã 5 vô luôn là 180.000. Dạ mã 9N, cái này 5 màu lá xanh, gồm màu palacan, màu hồng tuyết, màu trắng tuyết, đỏ xếp pizza, tím tuyết. Này 5 màu lá xanh nha cô chú anh chị. Dạ tán ngang 55, chiều cao 66, dạ dòng cổ là 18, mã 5 giao lưu là 280.000. Dạ
Cây mã mười nè. Cái này hả? Dưa hấu đỏ, dưa hấu hồng với hồng găng, ba màu. Rồi cái này tán ngang 57, chiều cao 60. Giờ dòng cổ là 13, mã năm vô lô là 220.000. Mã 11 anh nè. Cái này 6 màu đó, xanh, gầm đỏ dít pizza, trắng tiết, tím tiết, hồng tiết, ba la canh, tím siêu hoa, tím đá xanh đó cô chú anh chị, tán ngang 52, chiều cao 69. Giá vùng cổ là 17, mã năm vô lô là 250.000. Rồi mã 12 nè, tím siêu bông. Cái này tán ngang 55, chiều cao 68. Giá hoành cổ là 18, mã năm vô lô là 450.000. Giá mã 13 nè, tím siêu hoa luôn. Giờ tán ngang là 58, chiều cao là 68. Giờ hoành cổ là 25, mã năm vô lô là 550.000. Giờ mã 14 anh nè, cũng là tím siêu hoa. Này tím siêu hoa với màu hồng, có ông bo màu hồng. Chợ tán ngang 48, chiều cao 69. Dạ dòng cổ là 19, và mã năm vô lô là 350.000. Form rất là đặc và đang kéo nụ quý anh chị em. Này gồm màu hồng với màu tím nha cô chú anh chị. Và mã 15 anh nè. Tím siêu bông đế nôm quý anh chị. Dạ cái này tán ngang 60, chiều cao 70. Dạ vòng cổ là 22, và mã năm vô lô là 480.000. Dạ mã 16 anh nè. Cũng là tím siêu bông. Dạ cái này tán ngang 55, chiều cao 66. Dạ vòng cổ là 21, mã năm vô lô là 520.000. Dạ mã 17 nè, tím siêu bông. Dạ này tán ngang 55, chiều cao 65. Dạ hoành cổ là 18, mã nam vô lưu là 500.000. Dạ mã 18 nè, cái này 6 màu cẩm thạch, gồm màu vàng, màu đỏ, màu tím tiết, màu hồng, tím lục bình với ba la canh. Dạ cái này tán ngang 61, chiều cao 70. Vùng cổ là 22, mã nằm vô lưu là 250.000. Cây nó bị chập gãy rồi chú anh chị. Xử lý keo rồi anh chị em. Gãy nó bị lát da chứ nó không có bị hư. Rồi cây nằm vô lưu là 250.000. Dạ mã 19 anh nè. Cái này 7 màu cẩm thạch, rồi màu hồng, màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu tím, tím lục bình và ba la canh. Cái này tán ngang 49, chiều cao 60. Dạ vòng cổ là 17, và mã năm vô lô là 220.000. Dạ mã 20 anh nè. Cái này 7 màu cẩm thạch, gồm màu trắng, màu tím tiết, màu đỏ, màu vàng, màu cam, màu hồng và ba la canh. Dạ cái này tán ngang 60, chiều cao 72. Dạ dòng cổ là 20, mã năm vô lô là 400.000. Dạ mã 21 anh nè. Cái này 7 màu cẩm thạch, gồm màu tím, gồm màu trắng, màu tím tiết, màu đỏ,
màu vàng, màu cam, màu tím lục bình và màu hồng. 7 màu cẩm thạch. Rồi cái này tán ngang 53, chiều cao 73. Rồi vòng cổ là 23, mã nằm giao lưu là 420.000. Mã 22N. Cái này 7 màu cẩm thạch gồm màu trắng, màu tím, màu tím tiết, màu hồng, màu cam, màu tím lục bình và ba la canh. Cái này tán ngang là 55, chiều cao là 62. Để đặt quên chèm. Dạ, dòng cổ là 23, mã nằm giao lưu là 450.000. Cái gửi đây nó bị khô đang chút rồi của chú anh chị, nhưng mà không ảnh hưởng gì. Rồi cái này giao lưu là 450.000. Dạ, mã 23N. Này 8 màu cẩm thạch gồm màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu hồng, màu tím lục bình, màu trắng, màu tím sô hoa và ba la canh. 8 màu cẩm thạch. Dạ, cái này tán ngang 60, chiều cao 67. Dạ, dòng cổ là 33. Dạ, mã này em giao lưu là 800.000. Dạ, mã 24N. Này 6 màu thái gồm màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu trắng và màu hồng phấn với màu hồng. Dạ, cái này tán ngang 1m, chiều cao 1m luôn. Để khá lực quýnh chị em. Dạ, dòng cổ là 35, mã năm giao lưu là 1.200.000. 6 màu thái. Cây này rất đẹp quý anh chị em, lùng lực ha. Cây này vẫn là 6 màu thái luôn. Rồi cây này tán ngang cũng 1m, chiều cao cũng 1m luôn. Rồi dòng cổ là 30, nhưng mã này em giao lưu là cũng 1.200.000 luôn. 6 màu thái. Dạ, mã 25N cũng là mã cuối clip của vườn em hôm nay ạ. Cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua đã ủng hộ vườn em. Dạ, con ngày mới chúc cô chú anh chị vui vẻ, làm ăn phát tài phát đạt. Dạ, em cảm ơn ạ. Rồi, xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý cô chú anh chị em mình ngày đầu tuần thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công trong công việc nha. Pháp Thái Vi, hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha.